Ba bình tĩnh ngồi xuống đi ba, rồi từ từ mình nói chuyện với ba. Ba còn gì để nói với tụi bay nữa. Trẻ già tới tuổi này rồi mà măng vẫn còn chưa chịu mọc. Thử hỏi, tới khi tao nằm xuống rồi thì ai sẽ chỉ huy cho tụi bay? Ba cứ để tụi con tự làm đi, có khi còn tốt hơn. Cái gì ba cũng bắt làm thi của ba hết. Anh hai cái à gì? Anh hai buông ra. Để tụi bay tự làm hả? Hôm nay đã mất trắng một chuyến hàng, ngày mai mất luôn cái mạng già này không chừng. Còn mới để cho tụi bay tự làm, vô dụng, toàn là một lũ vô dụng. Ba nói đúng, mấy anh đừng cãi ba nữa. Mày nói cái gì? Anh... mày nói cái gì? Ai cãi hả? Cái gì? Mày muốn cái gì? Cả cái nhà này chỉ có thằng Hùng là có đầu óc. Sao tụi bay không hậu hỏi được nó một chút xíu nào hết vậy? Uổng công tao nuôi dưỡng, hy vọng vào ba đứa tụi bay, tới giờ này không nên con cháu gì. Bà nói cái gì vậy? Ba nên nhớ, ba anh em tụi con là con ruột của ba đó. Và sự nghiệp của ba ngày hôm nay là có sự góp phần của xương máu anh em tụi con đó. Kỹ không hả? Ba, thằng mất dạy. Nếu để tao biết tụi bay cố tình là mất chứa hàng để anh chia với nhau thì tao giết chết không chừa một đứa. Ba giết đi. Ba nghĩ tôi dựng chuyện đáng hại của ba hả? Anh hai, tao không nghĩ. Mà hành động của mày làm tao phải nghĩ. Nếu không phải thì mày đem hết số hàng đó về đây cho tao. Ba ơi, ba nghĩ đi. Hàng bị cướp hết trơn lấy về bằng cách nào đây? Muốn lấy hàng lại thì phải điều tra xem tụi nó là ai chứ. Khỏi cần. Phải, là tôi đó. Tôi giữ chuyện cướp hàng của ba đó. Cuối cùng anh cũng thừa nhận. Phải, là tao làm đó. Là tôi giữ chuyện cướp hàng của ba đó. Mày, tôi đi anh hai. Nếu như ba không tin tôi nữa thì từ nay ba cứ coi ba không có đứa con này đi. Súc sinh, mày dám quay lưng phản bội tao hả? Đã từ lâu tao biết trước mày phản bội tao mà. Kể từ nay tất cả quyền hành của mày tao sẽ giao cho thằng Hùng toàn quyền xử lý. Mày đi khỏi nhà này ba. Và đừng hòng bao giờ trở về cái nhà này nữa. Ba khỏi đường núi, tôi đi cho ba coi nè. Mày đi đi. Anh hai, ba lúc nào cũng thiên vị cái thằng con riêng đó. Anh giận làm cái gì? Mày buông ra. Nói mà anh hai, mày ngã đó anh hai. Anh hai, anh ba. 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 Tại mày anh nữa. Anh hai. Ba ơi. Ba. 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 Kêu cấp cứu đi anh hai. Ba. Anh hai kêu cấp cứu đi. Ba. Nhanh lên. Ba. Chính vì ông mà mẹ tôi chết trong tủi nhục. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Ông rõ không? Ông rõ không? Ba. 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 Thôi, người chết thì cũng đã chết rồi, anh đừng có đứng đây mà áy náy trong lòng nữa. Đâu có vợ như vậy mày. Bây giờ tất cả mọi người đều nói là tại anh mà ông già mới bị đột quỵ như vậy, đổ hết trách nhiệm lên đầu anh. Nhưng mà thôi, coi như anh bị xui xẻo, cho nên anh phải gánh hậu quả này đi. Cái bệnh của ông già mà, cho dù hôm nay ông không bị đột quỵ vì chuyện này thì ngày mai ông cũng bị đột quỵ vì chuyện khác thôi. Bởi vì tánh ông quá trương phi mà. Nói thiệt, tao cảm thấy rai rứt lắm. Tại tao nói những lời như vậy khiến ông đột quỵ mà chết. Đã nói không phải do anh mà, do xui xẻo thôi. Thôi, em vô cúng cơm cho ba đi. Anh đừng có suy nghĩ nhiều, bình tĩnh lại. Tốt nhất bây giờ là anh đừng có ra mặt gặp gỡ dòng họ. Vậy nha. Anh đừng có buồn nữa. Việc gì đến nó sẽ đến. Anh hãy giữ sức khỏe để còn lo việc mới. Tao không quan tâm. Anh có chắc không? Nếu như tôi nói sau ngày mở cửa mã của ba, anh phải đi ra chốt biên giới để đào tạo cho đám cửu vạn. Ai nói? Tại sao tao phải ra cái chỗ khi ho còn gái đó? Tôi nói. Anh nên nhớ, trong di chúc của ba
đã để lại cho tôi toàn quyền quyết định. Và bây giờ tôi muốn phát triển sự nghiệp cũng như địa bàn. Mày điên hả? Mày thấy có tụi thằng cừu sói buôn hàng cấm hả? Tao không làm. Bởi vậy suốt đời anh là lính. Ba đã mất rồi, tụi anh vô rắn mất đầu, có làm được gì đâu. Nè, mày đứng lại. Tao muốn biết tại sao thằng cừu sói nó dám cướp hàng của tao. Tại sao anh hỏi con ngu vậy? Tại anh. Anh hé lộ ngày giờ và địa điểm. Mày đứng lại. Mày đừng quên, tao là người thừa kế của ba. Hôm nay là đám ma của ba, mày làm sao có chờ được đó. Anh làm gì vậy? Sao giờ này anh không dậy đi? Em chuẩn bị đồ sẵn cho anh hết rồi đó. Thằng Lâm với thằng Hào đang chạy tới nhà thờ dòng họ đó. Nó nhắn với em nói với anh là anh khỏi chuẩn bị gì hết, tụi nó đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Có tin tức gì của thằng Hùng không? Em không biết. Chỉ biết là mọi người làm theo di chúc của ba anh là ăn chơi 3 ngày 3 đêm không được khóc kể gì hết. Thì năm nào cũng vậy mà. Nhưng mà em nghe vợ thằng Lâm nói năm nay sẽ khác đó. Chứ năm nào cũng nhậu nhẹt rồi tán dốc, chán thấy mồ. Mà năm nay không biết là thằng Lâm sẽ đi với con nhỏ nào đây. Nó đi dài thì đi, nhưng mà hai con vợ cũ của nó phải cho con tới chứ. Em nghe nói là nó dắt con vợ hờ đang cặp về đó. Chắc là có phim vui để coi. Làm vậy sao được? Đám vợ của ba là phải vui vẻ lên. Đứa nào lộn xộn tôi đuổi về hết. Em thấy nha, có anh á thì là có phúc cho dòng họ Trương đó. Lúc nào cũng tỏ ra mình là huynh trưởng, có trách nhiệm. Nhưng mà tiền, quyền thằng Hùng nắm hết à. Anh làm vậy chi cho mệt vậy? Tôi đi rửa mặt đây. Chào. Đi gì nghe. Dì hai. Anh hai. Tới đủ hết chưa? Ông bà, đi mấy bạn lên đây cho má coi ông. Mày hả? Mày hả? Cho mày chết nè. Cho mày chết nè. Mày nghĩ sao vậy hả? Hả? Ăn mặc cái gì vậy hả? Mày ăn mặc kiểu đó, người ta nhìn mày rồi ai nhìn tao? Không biết trên biết dưới gì hết. Đám giỗ mà ăn mặc như vậy không biết xấu hổ hả? Em đang có bầu mà mấy chị làm cái gì vậy? Mày có bầu mà ăn mặc như vậy ai mà coi hả? Nhìn cái bầu của mày hay là cái gì? Em bận sao kệ em, có liên quan gì đến mấy chị đâu. Trả treo kìa chị. Mày mà còn nói nữa tao tát cho mày gãy răng cho coi. Chị, bây giờ tát là xưa rồi. Bây giờ hen, em nắm đầu nó, em lột đồ nó. Chị làm gì vậy? Xong rồi chị cầm điện thoại quay. Cầm hả? Quay lại cho em, em up lên Facebook. Buông em ra. Bà quay đi chị. Quay sao? Tao đâu biết quay đâu. Trời, bà mày mượt rồi bà ơi. Ông Lâm, thôi bà đánh nó đi để tôi quay cho. Dạ. Đi. Ăn hiếp em kìa. Sao? Muốn chụp hình hả? Ừ? Muốn chụp phải không? Chụp tôi nè. Chụp. Mấy bà làm cái trò gì vậy? Hả? Chứ anh nghĩ đi. Đám dỗ mà nó ăn mặc như vậy đó. Nè, bà bớt khôn, ngu như bà này giùm tôi một cái. Anh nói cái gì vậy? Biết đang có bầu 5 tháng không? Hả? Quýnh như vậy xúc con tôi ra rồi sao? Ừ, thì nó xúc con này nó đẻ cho anh. Anh đẻ được không hả? Qua đây coi. Đây nè. Dạ. Em mệt không em? Để chị lấy nước cho em uống nha. Anh hai tới kìa. Chào anh chị. Anh chị hai. Dạ anh hai, chị hai mới qua. Chuẩn bị đồ xong hết chưa mà đứng đây ồn ào vậy hả? Dạ, nãy giờ em bận kìa hai. Bận làm gì? À, dạ bận chỗ nhỏ này nè. Hay quá ha. Đi vô trong chuẩn bị đồ để cho mấy anh ở ngoài này họp. Dạ. Dạ. Nhanh lên. Đi lẹ. Đi vô kìa mày. Vô đây phụ tôi coi. Nè. Vô đi. Đi với chị. Có chị hai ở đây mà, có gì phải lo. Em cứ tử tế thì sợ gì mấy chị kia làm khó hả? Đi vô. Không sao đâu. Đi với chị hai đi.
Mày làm cái gì vậy Lâm? Nay cưới con này, mai cưới con khác. Vui chơi thôi mà. Có cưới hỏi gì đâu mà anh lo. Không có cưới hỏi dắt về đây làm gì? Lỡ có bầu 5 tháng rồi, bỏ không nở, cho nên tôi mới đem về đây. Tôi nể ông thật đó. Mày làm gì thì làm, cũng phải hỏi ý kiến của hai bà vợ của mày. Tao thấy hai bà vợ của mày cũng được, có việc gì thì giao nó làm đi. Ông nghĩ sao giao hai con đó? Một con thì ngu, một con thì dữ. Cứ me đánh nhỏ hoài à. Không lẽ tôi đi giao trứng cho ác hả? Năm nay thằng Hùng không về hả? Thằng chó đó bận công tác gì ở nước ngoài á, không có về kịp. Có năm nào đó dự đám dỗ đâu. Ông hỏi chi cho cực vậy? Mà phải công nhận thằng đó có tài thật. Nó giỏi cho nên mới phát triển sự nghiệp của bà rực rỡ như vậy. Nè, nếu không có chuyện gì đặc biệt, anh em mình ra ủng hộ mấy em đi. Mấy bà vợ mày sao? Bà thì có bầu 5 tháng, còn hai bà kia thì cũng mềm rồi. Đi kiếm hàng mới đi. Đám dỗ của bà là sao? Thì cho mấy bô lão với mấy bà vợ lo. Mình có mặt vậy là được rồi. Đi. Ê, hai anh bỏ em ở lại hả? Thích thì theo. Chín nút nữa. Đếm đi mày. Chị bài, chị bài, chị lên. Em là anh. Tụi bay xui lắm. Bữa nay tao số đỏ. Hết vốn luôn á. Vô dụng mày. Bà ơi, ba, 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 ba bình tĩnh đi ba. Đi lâu rồi mày. Bởi vậy suốt đời anh là lính. Ba đã mất rồi, tụi anh vừa rắn mất đầu, có làm được gì đâu. Tắt nhạc. Gì vậy? Tiền không nói chơi. Đang vui mà. Tụi bay sao tự nhiên tắt nhạc đi? Đi theo tao. Sao còn đứng đó dương mất ếch nữa? Đi thảo bảo vệ ổng nhanh lên. Dạ, dạ. Chạy lên luôn ha. Cái gì? Thằng Cường đâu? Mau ra đây. Ông Vĩnh, ông làm gì tới phá nhà người ta vậy? Mày kêu thằng Cường ra đây. Nhanh lên. Đại ca tôi có chuyện phải làm, chứ đâu có rảnh rỗi đi chơi như anh em nhà ông. Mày Kiệt, mày đầu quân lầm phe rồi. Thật là uổng phí tài năng của mày. Tụi mày nói cái gì vậy? Kêu thằng Cường ra đây nói rõ đầu đuôi cho tao hiểu coi. Ông muốn gì cứ nhắn lại với tôi. Tôi là người phụ trách ở đây. Mày lấy tư cách gì nói chuyện với tao? Có phải thằng Cường nó cấu kết với thằng Hùng cướp hai của tao không? Đại ca của mày ngu lắm, dám cấu kết với thằng Hùng gian xảo, thế nào cũng lãnh hậu quả. Nhanh lên. Đâu kìa. Đừng dậy mày. Đại ca. Đừng dậy. Ông Vinh, nước sông không phạm nước giếng. Ông tưởng mình là ai vậy hả ông Vinh? Mày chạy thôi. Chạy. Không cho tụi nó thoát. Ah!
Chạy. Đuổi lên, đuổi theo nó. Thôi tiếp đi, khỏi đuổi thôi nữa. Mình đang thắng thế, sao đại ca lại để nó sống? Đủ rồi, tụi bay không sợ bị ông Hùng cắt cổ hả? Ông Hùng đâu có coi trọng tụi nó đâu mà đại ca lo. Dù gì cũng là anh em của ông ta, nếu ông ta tới kiếm chuyện với đại ca, tụi bay đỡ nổi không? Thằng Kiệt là thằng nào, sao nó ngon vậy? Tao cũng không rành, nó mới nổi lên mấy năm gần đây. Rất tiếc là nó không về phe mình. Thôi bỏ đi. Xe máy của tao có mình vậy? Mấy thằng lính tao đâu? Tôi không biết. Tôi cứu ông thoát khỏi vòng dây là may lắm rồi đó. Mày tên gì? Kiệt. Sao tao chưa thấy mày lần nào vậy? Tôi làm bảo vệ đêm ở chỗ anh Lâm cũng được hơn một năm rồi. Thuốc gì lạc phèo vậy? Lát về nhà tao tặng cho mày một gói xì gà. Thôi, tôi không dám nhận đâu. Hút xong lỡ tôi ghiền ông không cho nữa thì chết rồi. Với lại ông nghĩ coi, là bảo vệ giữ xe cho quán bar mà cầm điếu xì gà, chắc tôi bị quýnh chết quá. Tụi nó tưởng tôi ở trển xuống. Mày làm cái đó sao rồi? Cũng được, họ mới mở rộng địa bàn. Đám anh em của Cường Sói qua quậy phá, ngày nào cũng đánh đấm sướng tay lắm. Đang chán hả? Ông cũng biết mà, đang ngứa ngáy chân tay, giờ suốt ngày cứ luẩn quẩn ở quầy bar. Nói gì thì nói, mày cứu mạng của tao, lát về nhà muốn gì cũng được. Thôi tôi không lấy tiền với thuốc đâu. Chứ mày lấy cái gì? Gái hả? Mày yên tâm đi, lát về tao nói thằng Lâm thưởng cho mày mấy con cũng được. Ông Lâm ông không chịu đâu. Đừng nói với tao, mày khoái con Kiều múa cột nghe. Mày cũng khéo lựa lắm đó. Tôi cũng biết là ông Lâm đã bỏ nó hơn một năm rồi, nhưng mà người của ông mà, ông không xài nữa thì cũng không có ai dám đụng đến đâu. Yên tâm đi, có tao mày lo gì. Tôi biết thân phận của mình, đâu có dám đèo bồng. Kiều, ông Vĩnh ông có nói gì không? Tôi là người của ông Lâm. Ông Vĩnh không nói gì thiệt hả? Ê, qua đây. Anh chị, chị có thời gian đi uống cà phê chút đã. Đi. Dạ, đi chị. Anh uống cà phê chung với tụi em được không? Cà phê cái gì? Biến. Dạ. Anh làm gì vậy? Ông Vĩnh có nói gì không? Tôi hỏi là anh vừa mới làm cái gì đó? Tại hai con mắm kia nó xấu quá đi, nó đi kế em làm ảnh hưởng đến nhan sắc của em đó. Khởi đầu tốt. Ông Vĩnh có nói gì không? Rồi. Ông Lâm đồng ý luôn hả? Ừ. Vậy mà không nói sớm, bắt người ta chạy vòng vòng tốn mấy lít xăng à. Đừng có cười, chỉ có một đêm thôi, đừng có tưởng bở. Bây giờ tôi chở cô về ba ha. Tôi còn đi cà phê rồi lát nữa mới quay lại.
Vậy tối nay cô diễn mấy tiết mục vậy? Anh hỏi đi làm gì? Tôi sẽ có mặt trong tất cả các tiết mục đó. Tôi sẽ vỗ tay lớn nhất. Chỉ có điều không có tiền bo thôi. Nhìn là biết rồi. Nếu vậy tôi biểu diễn xong tôi chở cô đi nha. Nhà tôi ở gần đây, mình có thể đi bộ vài bước chân là tới. Không cần tới cái xe cà tàng của anh. Hay là muốn qua nhà anh trên chiếc xe cà tàng của anh? Để coi. Nhưng mà tôi báo trước, rất đặc biệt. Phải chờ coi xem đặc biệt tới cỡ nào. Anh tính ăn xong rồi lát nữa làm luôn ở đây hả? Không sợ mấy người đứng ở trên cầu kia nhìn xuống hay sao? Làm gì đâu. Ngồi ngắm tàu thuyền qua lại, ngắm trăng, ngắm sao. Em đã từng nói em thích ngắm sao lắm mà, đúng không? Hay là tại bữa đó xỉn rồi cho nên nói tầm bậy tầm bạ. Sao lại cười? Chỉ có một đêm duy nhất thôi. Qua ngày mai là hai đứa mình coi như là không hề biết nhau. Anh hiểu không? Cho nên tốt nhất là anh tận dụng bây giờ đi. Tranh thủ lợi dụng đi. Đừng có nói nhiều nữa. Thì đang tận dụng đây nè. Em đã từng nói là ao ước có được một người cùng ngắm sao với mình suốt cả đêm mà. Chỉ là ngắm sao thôi. Thì chỉ ngắm thôi, có làm gì đâu. Tận hưởng đi. Cuộc đời bôn ba như tụi mình, mấy khi mà có được giây phút thảnh thơi như vậy. Làm đàn bà sướng thật. Muốn khóc lúc nào thì khóc lúc đó. Còn đàn ông thì không. Nước mắt phải nuốt ngược vào trong. Tôi đã từng ước là sẽ có một ngày có một người đàn ông nằm ở trong tay tôi mà khóc. Bàn tay nhỏ như vậy, bé như vậy, làm sao mà đỡ được. Thiếu một chút nhạc ở đây thì phải. Alo. Mày vẫn còn sống hả? Vậy mà tao cứ tưởng mày theo ông theo bà rồi chứ. Làm cho tụi tao buồn mấy ngày. Anh Lâm hả? Anh đang đâu vậy? Hàng cháy hết rồi. Tao biết rồi. Bây giờ thì công an đã truy nã mày. Tạm thời mày cứ bên thằng Lý đi dưỡng thương đi. Có gì gặp sau. Vậy nha.
Cảm ơn. Mày cảm ơn tao cầm điện thoại cho mày hay là mày cảm ơn tao cứu mày? Cả hai. Nghe nói là mày muốn giao hàng cho ông Hùng hả? Thì sao? Bây giờ mày có số má rồi. Hết lỡ mã tấu cho ông Vĩnh rồi tới lỗ quán ba cho thằng Hào. Nghe nói thằng tụi Cường Sói kêu mày về phe của nó, mày không chịu lên lá cột mày vô tàu cho chết cháy hả? Sao không biết? Một thằng lính của mày kẹt trong hầm tàu. Bây giờ nó đâu rồi? Sống khỏe. Tao bắt nó làm cứu vạn phụ đám thằng em tao rồi. Mà sao cái gì ông cũng biết hết vậy? Tại vì A Lý là cánh tay phải của ông Hùng. Nó đúng hơn là chiếu trên của mấy thằng Lâm, thằng Hào, thằng Vĩnh. May là tụi tao đi ngang qua đó, đó. Không là mày chết cháy trong cái tàu đó rồi. Hàng cháy hết rồi. Mấy cái hàng ngon tụi anh Cường Sói lấy hết rồi. Để tao đi tìm thằng Hải đòi lại hàng. Thằng Hải là thằng Lào, là thằng cầm đầu băng cướp hàng đó. Tôi biết chỗ của nó, để tôi đi đòi về. Ai à, chà, như cọng bún gì mày đặt đi đòi ai? Đi qua cây ăn đi mày. Lên đây. Ăn đi, không là mày chết đói đó. Mày mê mang trên tàu 3-4 ngày rồi. Giữa rừng không có đàn bà con gái nào lúc cơm cho mày đâu. Dáng chịu khổ đi. Vài ba bữa nữa tao cho mày về với con Kiều. Ăn đi mày. Ăn đi. Ăn đi. Tính cho Kiệt theo thiệt á. À, nhưng trước mắt tao phải cho nó theo mày học nghề cái lạ. Anh ơi, em hoạt động mình quen rồi, bây giờ cho thêm một cái đuôi nữa khó chịu lắm. Nếu mai mốt ông Hùng muốn chọn mày thì ai ở đây giúp việc cho tao? Anh tính đi Hồng Kông hả? Ừ, vài tuần nữa. Tự nhiên mở rộng địa bàn hoạt động, làm muốn ná thở luôn vậy nha. Quan trọng là mình không tìm ra người để tin tưởng. Đừng có để em gặp lại tụi nhóc đó. Em mà gặp lại tụi nhóc đó là em giết hết. Nhưng mà tụi nó nhiều tiền. Mà tụi nó ngu, đúng không anh? Nó ăn được mình chứ hàng này là tụi nó hết đất sống. Nghe nói là tụi nó đang thương lượng để làm việc cho băng Cường Sói lắm. Anh yên tâm đi, đánh rảnh em về em lùng tụi nó nè. Không cần, lội lõ sắp về rồi. Mày muốn xử thằng Lào thì cứ lên danh sách. Kỳ lại ông Hùng cho lội lõ về là để dẹp loạn từ trên xuống dưới. Kể cả ông Hào hả? Không chừa thằng Lào.
Có khi nào mình đi lạc không anh? Không, đường lao cũng về La Mã. Mình đi lòng vòng ở đây để trốn tụi phiên phòng thôi. Lỡ thằng kia đi bậy thì sao? Nó thuộc cái lượng biên giới này như lòng bàn tay vậy. Nó tới 35 kinh nghiệm lần, mày yên tâm liền. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút. Kiệt, từ lai mày đi theo thằng Minh để học nghề cho vững. Lại có Hùng Lăng cần người thân cận để làm việc viên. Lên tàu rất cần người giỏi. Tôi làm cho ông được không? Được, nếu mày có khả năng. Khả năng và sự tự tin thì tôi có thừa. Mày hay quá, mày thử chọn trong đám đó ra đứa cũ dạng cho tao coi. Tao chọn thằng đang đứng đó. Thằng đó tao sắp đuổi đó. Tại sao? Tại sao mày chọn nó? Tao thấy nó thông minh. Làm cứu giang thì không cần người thông minh, chỉ cần lo liều lĩnh, túng thiếu và nghèo khó. Mấy thằng thông minh thì nó không có làm cứu giang, mà nó chờ cơ hội để đâm mày rồi lại làm đại ca. Hiểu chưa thằng ngu? Cười cái mẹ gì. Tại sao mày không nghĩ chọn một thằng thông minh như nó, sau này nó lên thế chỗ của mày, rồi mày lên chỗ khác cao hơn. Mày lên nhớ, làm cứu giang chỉ chọn thằng có sức khỏe thôi, nhớ chưa? Nhưng mà anh không thấy sao, chọn mấy thằng thông minh như vậy á sẽ làm cho anh đỡ cực hơn, đỡ vất vả hơn, còn thời gian mình làm gì khác. Mày can thiệp nhiều quá rồi đó. Mày nói về quá à. Mày chỉ lường mũ lại giùm tao. Em nghe chị Hạnh ơi. Dạ. Dạ ở bên kia dốc chị. Dạ dạ. Dựng lều ngủ tạm đi. Dạ. Dạ. Nè mày dắt cụ tao đi. Đừng có cười chị nghe, đây là chút lòng thành. Cá hồi kho tiêu, còn đây á là bịch tiêu xanh để cậu ăn cho nó ấm bụng. Chị phải lặt chi vô mất công vậy? Chị biết cậu với thằng Minh cực lắm, đi rừng không khéo là bệnh, ăn cá hồi cho nó mau lợi sức. Còn đây có ăn chục trứng, chị luộc sẵn luôn rồi nè. Lần nào gặp chị Hạnh cũng có quà. Em ngồi xuống ăn luôn đi. Chị chủ đáo à. Chị có tấm lòng thôi, chứ mấy em về thành phố thì thiếu gì người chăm sóc. Giờ đây chị. Của chị là 60 bánh với lại 800 gram hồng phiến. Nó là anh em của thằng Minh. Hàng đảm bảo chất lượng hả? Dạ, đặc sản nhà họ Trương, lấy chị 8 ngàn. Cậu Lý. Ừ. Kỳ này có ưu ái gì cho chị không? Bớt 200 Lê Minh. Cảm ơn cậu Lý nhiều nha. Chắc tuần sau phải làm phiền cậu Lý nữa đó. Không sao, bà chỉ làm phiền thì tụi này ủng hộ thôi. Thôi, mấy anh em ăn đi, ăn đi cho nóng.
có biết thì tự xử. Nên nhớ, vận chuyển 100 gram bị bắt là tử hình rồi. Ha? Tổng cộng chỗ này là bao nhiêu? Mỗi bánh 200 gram, nhân lên 60, chưa tính những thứ khác. Má ơi. Ê. Dạ. Dạ. Anh ta lại chân tụi bay ơi. Riêng cái việc sở hữu khẩu súng này không thôi á, đã bị từ 2 cho tới 5 quyển lịch. Mày nghe cho kỹ nè, mày phải nhớ, mất mạng chứ không được mất hàng. Chăm sóc và phục vụ chị Hạnh tất cả mọi vấn đề. Chị Hạnh là khách VIP, lo cho chị Hạnh chu đáo. Xong việc gặp ở nhà. Đi. Đi anh em ơi. Đi, đi, ráng đi tụi bay ơi. Chúng ta đi. Ừ. Lên giường đi. Có chuyện gì vậy? Cậu phải giữ hàng cho kỹ chứ. Tưởng chuyện gì? Đó là nhiệm vụ của tôi mà. Nhiệm vụ tôi đã xong. Tôi đưa bà tới đây. Rồi tôi đi. Khoan. Trông chừng hàng giùm tôi cho tới sáng. Mai đem hàng ra thuyền. Rồi đừng ai nấy đi. Vậy là ngày mai bà làm thủ tục qua biên giới hả? Không không. Tôi không thí cái mạng cùi này đâu nha. Ừ. Tôi với cậu không ai bước chân qua biên giới hết. Tôi đảm bảo đó. Vậy là đứng ở chốt biên phòng. Không, đứng trên sông. Tới nơi rồi hả? Ừ, tới nơi rồi đó. Người nhận hàng đâu? Thì đó. Sao tôi không thấy? Cậu cứ quăng thùng hàng xuống nước cho tôi. Nhớ là phải cho nó chìm xuống đáy đó nghe chưa? Bà nói thật hay nói giỡn vậy? Cứ quăng đi. Bà có nói thật không? Cậu cứ quăng đi. Cậu đi đâu mất tích mấy tháng nay vậy? Em muốn chứng tỏ thôi. Chứng tỏ gì? Cậu có biết rằng tôi đang lo cho cậu lắm không? Một thằng du đảng quẹn mà muốn lọt được vào đường dây bí mật của nhà họ Trương, chuyện đó không phải dễ đâu anh. Tôi biết là nhiệm vụ lần này cậu rất là khổ. Mấy tháng nay cậu làm gì và ở đâu? Bọn chúng rất đa nghi và quỷ quyệt. Chúng thấy em có khả năng, chúng đẩy em ra biên giới để thử thách lòng trung thành của em. Có tin tức gì về tên Trương Hùng không? Trương Hùng như một bóng ma, chỉ nghe qua lời kể của tụi đàn em.
Còn anh em hắn thì sao? Đó chỉ là những đàn em thân tính, chứ không phải là máu mủ ruột rà thân tình gì cả. Vậy là hết cách hả? Em đang nghĩ là có khả năng là Trương Hùng đang ở nước ngoài, nhưng mà nước nào thì em cũng không rõ lắm. Trước sau gì hắn cũng sẽ trở về Việt Nam. Mọi việc ở đây đang làm rất tốt, cho nên hắn sẽ không xuất đầu lộ diện đâu. Vậy bây giờ cậu tính làm gì? Hiện giờ em đang làm việc dưới quyền của Ali. Ali? Ali là cánh tay phải của tên Trương. Cậu nên cẩn thận, hắn là một tên xảo quyệt, giết người không gớm tay. Em biết mà, trong thời gian vừa qua em đã chịu không biết bao nhiêu thử thách độc ác của hắn. Chỉ nghe hắn nói là đang tuyển một tay thân tín vào đường dây của Trương Hùng. Tốt, cậu nên giữ thân phận, cậu nên cẩn thận. Đội phòng chống ma túy từ nay làm việc mạnh tay hơn trước đó. Em biết mà, bởi vì ngoài anh ra đâu có ai biết em là ai đâu. Đây là phòng của con gái Girl Only. Vậy tại sao anh vô đây? Để anh nhớ em. Xạo. Anh thiệt, xạo. Anh nói thiệt mà. Em đã nói với anh rồi, một ngày trôi qua thì đã có chuyện mới rồi, chứ đừng nói đến một năm. Đúng rồi, nhưng mà em vẫn vậy, nhất là tối hôm qua. Anh muốn chết hả? Buông ra. Anh chết vì em cũng được mà. Anh cũng chết trong vòng tay của em lắm. Anh buông ra coi. Anh làm gì vậy? Mấy ổng hiện nay là đang tập trung công chuyện riêng của mình, chứ bây giờ địa bàn cứ như vậy, nếu mà có nhập hàng thêm về thì cũng không có được lời lỗ gì hơn. Làm ăn riêng là làm cái gì? Thì ông Vĩnh với lại ông Lâm thì đang buôn gỗ, còn thằng Hào thì đang cái gì vậy hả? Gì vậy? Mình không còn như ngày xưa nữa. Anh muốn nói chuyện với em. Thôi. Bộ hai anh biết nhau rồi hả? Anh muốn nói chuyện với em. Tính sao đây? Đợi em một chút. Anh có chuyện gì để nói với em? Hồi trước thì em nghe nói là anh bị tai nạn, rồi sau đó thì em nghe thấy là anh không bị gì hết, rồi sau đó anh còn đi du hí ở bên Trung Quốc với con đàn bà nào nữa đó mà, đúng không? Sao em biết? Tao phải công nhận là cái thẩm mỹ của mày nó lạ thiệt. Cái bà đó vừa già vừa xấu, còn bị khùng nữa, vậy mà mày chịu một tháng. Anh muốn nói chuyện với em Kiều. Mày thôi gây chuyện lùm xùm được không? Mày biết kiếp giang hồ rồi, đời sống đêm ngắn ngày dài hả? Tao không nói chuyện với thằng nhiều chuyện như mày. Anh muốn nói chuyện với em Kiều. Anh muốn nói chuyện với em phải không? Trước khi anh muốn nói chuyện với em, hai người nên nói chuyện với nhau như hai người đàn ông thật sự đi. Nếu mà anh hạ gục được ảnh
thì em sẽ nói chuyện với anh. Sao? Cái này đúng là anh hùng không thể nào qua nổi mỹ nhân rồi. Tụi bay không có chuyện gì làm hả? Lên xe đi. Thằng Hùng nó cử trí tài qua đây để theo dõi tụi mình. Vấn đề theo dõi thì tôi không ngại. Thằng trí tài hình như nó muốn làm trùm anh em của tụi mình. Nè, hai ông có thấy thằng này nó lạ lạ làm sao không? Lạ gì? Tôi thấy nó có vấn đề. Nó sao á? Đúng vậy, nó rất là lạ, nhất là cách biểu hiện. Tao chưa hiểu. Trời ơi, vậy mà không hiểu hả? Ông nhìn đi, cách nói chuyện, cử chỉ, xưng hô đều giống ông Hùng ngoài đời hết á. Cái suy nghĩ, cái diễn tả, đặc biệt là ánh mắt khi nó nhìn ông, giống như là nó thân quen với ông từ rất lâu rồi thì phải. Tụi bay không nhớ, vợ nó từng nói thằng Hùng kêu trí tài là anh em sục sinh à. Là sao? Có nghĩa là giữa trí tài và thằng Hùng có nhiều điểm chung, cùng giàu sinh ra tử. Cũng có thể thằng trí tài từng làm hình nhân đỡ đạn cho thằng Hùng, hoặc còn nhiều điều gì đó khác thường, cho nên tụi nó giống nhau. Có vậy thôi hả? Có vậy mà đem hết chuyện tình thù ở trong nhà như thế nào kể hết cho ta nghe vậy đó hả? Dù gì á thì ông Hùng cũng đâu có ưa gì anh em tụi mình, đúng không? Vậy ra nó xem trọng người ngoài hơn tình thâm trong gia đình à? Vì nó là thằng con riêng, bị ba mình xa lánh nên giờ nó làm vậy thôi. Thôi được rồi, đến ngày mai ở cuộc họp coi ông Hùng sẽ nói gì. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thông tin được quan tâm nhiều nhất trong tuần này là doanh nhân Việt Kiều Trí Tài tiếp tục khẳng định vị trí của mình trong top 10 người giàu nhất Việt Nam hiện nay. Nè, theo bản vẽ thì anh phải cho chỗ đó ra chút xíu nữa. Tập đoàn của ông Trí Tài đã đạt được con số doanh thu khổng lồ từ ngành kinh doanh bất động sản và nhiều ngành công nghiệp khác ở nước ngoài. Việc về nước kinh doanh lần này của ông Trí Tài là màn mở đầu cho một xu hướng kinh doanh mới của các doanh nhân Việt Kiều. Dạ, xin mời ông có đôi lời phát biểu ạ. Tôi tin là với chính sách mới của chính phủ nhằm khuyến khích đầu tư cho doanh nhân Việt Kiều thì đất nước của chúng ta sẽ ngày càng thu hút được nhiều đầu tư hơn. Không ngờ Trương Hùng Anh riêng gì giờ lại trở thành một doanh nhân chí tài thành đạt. Bởi vì không đâu đẹp bằng quê hương của mình. Không đâu bằng quê hương mình. Không đâu bằng quê hương mình. Dạo này anh ăn nói dẻo miệng ghê ha. Thì gần mực thì đen, gần em thì dẻo miệng. Chỉ được cái mồm mép à? Sao rồi? Kế hoạch dự án gì vậy? Một chương trình chăm sóc người già neo đơn. Một cái á, xây cầu cho trẻ vùng cao để đi học khỏi bị té suối. Mà mắc cười lắm anh, xin 200 triệu chỉ để xây cái cầu khỉ có 5 triệu thôi à. Rồi số tiền dư đi đâu? Họ nói để quan hệ các cấp gì đó. Xạo. Nó lọt vào túi mấy đứa xin tài trợ chứ đâu. Thôi kệ tụi nó, điều quan trọng là mình được lên bao nhiêu báo. Vậy thì em cứ đưa bút vô ký đại đi, cứng nhắc làm gì. Nói vậy sao được, làm để lấy danh tiếng, em đâu có làm ẩu tả được.
Còn mấy vụ án phi lợi nhuận em tính sao? Chỉ là cái vỏ bọc để rửa sạch tiền của anh thôi. Thì biết là vậy rồi, nhưng mà em phải nói cụ thể là em làm cái gì. Thì để A Hải chuyển tiền từ nước ngoài vào tài trợ, sau đó mình ở đây nhận tiền làm từ thiện, rồi mua bán hàng hóa này nọ từ nước ngoài. Toàn công ty mình, vốn vẫn hoàn vốn, có lọt ra ngoài đó mà lo. Chỉ có em mới nghĩ ra những chiêu vậy thôi. Anh là người trong cuộc mà anh còn lùng bùng không hiểu gì hết. Huống chi mấy ông cảnh sát kinh tế. Em thách tụi nó. Anh anh có công nhận mấy cái chiêu của em hiệu quả ghê không? Chẳng những hiệu quả mà còn bái phục nữa. Em cứ như là Khổng Minh với các lượng tái thế hiện ra đây giúp anh vậy. Anh dạo này anh hoàn toàn khỏe mạnh chưa? Như lúc trái gió trở trời cũng đau nhức lắm. Phẫu thuật thay đổi cả gương mặt kiểu gì cũng phải có biến chứng mà. Sao vậy? Em thấy gì hả? Anh bị gì hả? Ngồi im để em coi. Trời ơi, tóc muối tiêu càng ngắm càng yêu à. Em đó, muốn chết hả? Sắp tới mình có dự án gì không hả chị? Ôi, chào em. Trời ơi, chị ái mộ em lắm. Hôm nay em đẹp quá à. Dạ, em cảm ơn chị. Cho chị lên món luôn nha em. Dạ. Cảm ơn em. Mấy anh mấy chị ngồi đi. Dạ. Hôm nay mấy anh chị dùng gì em sẽ mời hết. Wow, chị sợp quá nha. Lúc này chị lên hàng đại gia luôn ta. Đây là nhà hàng 5 sao lận đó. Bộ đồ em đang mặc cũng là hàng hiệu luôn hả? Trời ơi, chị thật là tinh tế quá đi à. Chà, nhìn cái nhẫn kìa, cái hộp chắc là mắc lắm ha. 6 carat đó. Ở mẫu này Việt Nam chỉ có 2 chiếc thôi. Thiệt không đó? Nói không phải khoe chứ, chị thấy bộ đồ em đang mặc trên người nè, là của hiệu Alexander Maria. Trên thế giới chỉ có 2 cái thôi. Vậy hả? Cái còn lại ai mua? Trời ơi, thì đương nhiên là công nương Maria mặc rồi. Em anh biết không, phải ra nước ngoài đấu giá kịch liệt luôn mới mua được nó đó. Wow, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Thôi, chị để cho em chụp một tấm hình đăng lên web cho mọi người chiêm ngưỡng. Chị chụp đi, đâu có được. Bài này sẽ lên một thời trang sành điệu cuối tháng bên tôi mà. Em muốn đặt bài báo như thế nào? Hay là mình đặt sao ăn mặc như thế nào sau cơn bão hải yến tan thương ha? Nó nghe nè, mấy anh mấy chị muốn viết sao viết cỡ nào cũng được hết trơn á, càng nổi càng tốt. Nhưng mà phải cho sốc lên để em có cơ hội lên báo để đính chính nữa chứ. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, đại gia nào đang đứng chống lưng cho em vậy? Trời ơi, cái ông này sao mà lú quá vậy? Bộ hồi đó tới giờ ông chưa nghe đại gia họ Trương tên là Lâm nổi tiếng nhất thành phố này hả? Vậy á hả? Và đại gia này kinh doanh ngành gì? Trời ơi, còn phải hỏi nữa hả? Ảnh á, là ông trùm của thành phố này rồi. Chị chụp sao cho thấy chiếc nhẫn của em đó nha. Xin chị cho biết dự định sắp tới của chị là gì? À, em định lấn sân sang ca sĩ. Chào chị, ông Lâm đang chờ chị ở ngoài. Ờ, vậy hả? Chờ chị chút xíu. À, mấy anh mấy chị cứ dùng đi nha. Ờ, mới đi chút xíu mà anh nhớ rồi. Em nói nghe nè, mấy anh mấy chị cứ dùng thoải mái đi nha. Cứ em dùng trả tiền cho, chờ chút xíu đi nha. Ở đây là đâu vậy? Nó người đất đi đâu vậy? Thả nó ra. Quăng đập nữa hả? Chị tha cho em đi chị. Tha cho em đi chị. Nghe nói cô tự hào lắm khi quen ông Lâm nhà chúng tôi mà. Không có, không có. Nếu chị là bà Lâm thì chị tha cho em đi. Không có gì hết á. Vậy quan hệ của cô với ông Lâm là như thế nào? Không có. Em với anh chỉ quen biết nói chuyện cho vui thôi à. Không có qua lại lâu dài gì đâu. Chị tha cho em đi. Tại sao với nhà báo cô nói khác? Bây giờ nói khác? Không có, không có. Em chỉ mượn mấy bà Tám nó thổi phồng lên thôi à, chứ không có gì hết á. Không có gì hết mà.
Nghề này em sống bằng vốn tự có thì đời nào mới nổi tiếng được. Em phải có người nâng đỡ, có người trợ giúp, chứ nghề này dẫm đạp lên nhau mà sống. Em nói thiệt đó, chị phải tin em. Không phải là tôi không tin cô, nhưng cô đang làm khó chúng tôi đó. Dám đem tên họ Trương nhà chúng tôi cho báo chí bêu rếu. Chẳng qua anh Lâm là người giàu có quyền lực, cho nên anh đi cùng em đến cái sự kiện cho báo chí chụp hình PR này nọ, chứ anh không muốn em làm gì được chứ. Theo tôi biết á, ông Lâm nhà chúng tôi không có tính khoa trương như vậy. Cho đến khi gặp cô, cái này có phải mỗi ngày cô tỉ tê ca ngợi khiến cho ông ta quan tưởng thích khoa trương mọi thứ phải không? Không có, không có. Em thề đó chị, không có hả? Tóm lại, không cần biết bằng cách nào, tôi gia hạn cho cô trong vòng 3 ngày phải xóa hết mọi thông tin của cô với ông Lâm trên internet từ xưa đến nay, kể cả hình cũ hả chị? Đúng vậy. Và nhắc cho cô nhớ, không được bén mảng đến gần ông Lâm. Nếu không á, cô bị cái gì chết nằm ngoài đường, tôi không biết đòi nha. Được rồi, em hứa, em hứa em sẽ làm hết. Miễn chị đừng đòi lại quần áo và tiền ảnh cho em là được rồi. Thôi được, coi như là một chút tình phí của ông Lâm tặng cô trong phút bốc đồng vậy. Chị thả em ra đi, cái gì em cũng làm hết. Thả em ra đi chị. Em cảm ơn chị, cảm ơn chị, cảm ơn chị, cảm ơn chị. Alo, alo, các ông nghe rõ không? Nghe rõ. Ông Hùng đâu? Vẫn không chịu xuất hiện. Chúng ta cứ vậy mà họp tiếp thôi. Vậy làm sao tụi này biết là ông Hùng đang họp với tụi này chứ? Phải đó, lỡ ông ra lệnh này nọ rồi nói ông Hùng ra lệnh rồi sao? Nhảm không nha. Dạ 160 170 180. Cố lên tình yêu, hay quá. Sao hả? Vẫn còn xe sẫm chóng mặt à? Trời, cũng hên đó, là tiếp đất an toàn. Tạ ơn trời đất. Anh đi xe chứ đâu phải đi máy bay đâu mà tiếp đất an toàn. Tại em kêu anh lạng lách đánh võng chi? Em nói giỡn thôi, ai biết anh làm thiệt. Ai thách cái nhìn cũng làm hết. Thì sao, có muốn thách anh gì nữa không? Nè, có tình anh buông em xuống sông không? Không, không, anh đừng bỏ em xuống nha. Vậy thì
làm sao có được đi. Anh thả đó. Em đâu có biết anh là người không sợ chết, gan lì, bất chấp mọi thứ đâu. Anh không sợ chết, gan lì, nhưng mà anh không có bất chấp. Cũng may là em còn cầm cái này nè, rớt xuống là tiêu luôn rồi. Kỳ này mà không được 1 triệu like, em đi đầu xuống đất cho anh coi. Cho cái thằng cà phê ô tô biết mặt, hôm bữa dám không nhận em á. Em tung cái này lên mạng sẽ được nổi tiếng hả? Ừ, tất nhiên. Lúc đó anh cũng nổi luôn. Quá. Wow. Trời ơi. Quá. Wow. Trời ơi. Trời ơi, xe đẹp quá anh ơi. Trời ơi. Anh, xe đẹp quá à. Có hồ bơi nữa kìa anh. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, có chiếc xe nữa. Xe đẹp quá anh ơi. Anh thấy tướng em ngồi xe này có hợp không anh? Đẹp lắm, rất hợp với dáng của em. Nè. À, dạ. Cô là ai vậy? Cô là ai mà tự nhiên vô nhà tôi rồi ngồi trên xe của tôi nữa? Muốn phá hả? Hả? Dạ. Xin lỗi cái gì? Cậu lại. Hả? Dạ. Tôi thấy nhà đẹp quá, xe đẹp quá, tôi vô tham quan chút xíu à. Thông cảm nghe. Thông cảm cái gì? Cậu đi ra ngoài. Còn cô em? Cô em lại đây. Thông cảm mới lại nha. Anh đi trước nghe. Xin lỗi anh nghe. Anh đi trước đi. Em lại đây. Thôi được rồi, đừng làm em nó sợ, nó khóc bây giờ. Giới thiệu với em, em trai của anh, nó tên Hào. Anh này làm người ta hết hồn à. Trời ơi, đúng là anh em có khác nha. Nhà lầu nè, xe xịn nữa, còn đẹp trai nữa. Anh cho em đi dạo vòng quanh ở đây, em chụp hình cho mọi người lé mắt nha. Thôi, nói quá rồi đó. Em có nói quá đâu, em phải đăng lên cho mọi người biết để mà còn phấn đấu nữa chứ. Đúng là nhà báo nó láo ăn tiền ha, cái gì nó cũng được. Em nói láo hồi nào, không có lửa làm sao có khói, đúng không anh? Mà cùng lắm thì em nói over lên chút xíu thôi. Mà hai anh có đồng ý với em là dân giàu thì nước mạnh không? Đúng. Anh phải công nhận cô em lắm mồm đó. Nè, em cứ đi dạo một vòng đi, anh mượn ông anh của anh chút. Ok, anh cũng tự nhiên như nhà của mình nha. Trời ơi, đẹp quá. Nè, anh còn tiền không vậy? Gì vậy? Thì cho mượn chứ chi. Lấy nhiều? Có nhiều thì đưa hết đi, tôi trả mà. Làm gì túng thiếu dữ vậy? Túng thiếu cái gì? Tôi có ông bạn cũng hợp gu lắm, cũng buôn hàng bên biên giới, cho nên rủ về nhà cho đánh bài từ qua tới giờ. Khổ mày quá. Đừng có sát phạt quá đó nghe. Tôi biết mà. Bây giờ ông hãy lo cho con nhỏ của ông đi. Nói với nó là nhà tôi có nhiều chỗ phong thủy lắm, kêu nó chụp hình mấy chỗ phong thủy đẹp đẹp rồi hãy đưa lên báo. Tôi biết rồi, vô trong đi.
Tưởng mình mày thích lịch báo thôi hả? Tao cũng thích lịch báo vậy. Tao sẽ chụp cho mấy cái thứ phong thủy của mày để đăng báo chơi. Anh, hình nhà em của anh á, em gửi lên tạp chí Nhà Đẹp nha. Các tuần sau báo mới ra á. Còn cái clip xe độ này nè, em sẽ đưa lên vlog. Tối nay em chuyển link qua điện thoại cho anh luôn hả? Cũng được. Thật ra cái nhà đó nó mới xây thôi, nó còn mấy căn đẹp lắm. Anh có tầng nhà thứ hai, nó có mấy căn biệt thự còn rộng hơn, còn đẹp hơn vậy nữa đó. Em quan tâm không? Dạ có. Anh, hôm nào rảnh á, anh cho em đi thêm mấy chuyến nhóm giày nữa để mở rộng tầm mắt nha anh. Sắp tới hả? Sắp tới chắc anh hơi bận, nhưng mà không sao đâu, có gì anh gọi điện cho. Dạ, cảm ơn anh nha. À, lát nữa anh cho em dừng cái chỗ mà anh hay rước em nha. Nhà em nghe quán tập quá đó hả? Không, nhà em sao bình dân vậy được. Nhưng mà anh cứ cho em dừng chỗ đó đi, em đi bộ về được, không sao hết á. Không sao đâu, để anh chở về nhà cho. Thôi, anh cứ dừng chỗ đó cho em đi mà. Sao vậy? Em sợ má la. Má la? Em nói thiệt chứ bộ. Thôi được rồi, em muốn dừng thì dừng, nhưng mà anh nghĩ má nào dám la em chứ. Anh, dừng chỗ này cho em đi. Dừng lại, dừng lại. Ủa, nhà em là nhà này hả? À không, nhà em gần ở đây nè, cũng cao giống như nhà này vậy đó. Vậy em lên xe đi, anh chở về nhà cho. Thôi, má em la, anh về đi, em tự đi bộ về được rồi. Đi cẩn thận nha. Dạ, bye bye. Okay, anh bye. Chừng nào nhà mày mới bán để tao mua, tao lòi ra mặt tiền coi. Suốt ngày ở sau lưng nhà mày hoài. Trời ơi, mới đây banh càng rồi hả? Cái $100 của tôi á, biết gì cái này mà ăn mì gói bao nhiêu ngày không? Vậy mà kia là đồ hiệu. Đường này á, đồ hiệu cũng banh nữa. Dởm. Giữ nó lại. Im miệng. Mày muốn tao cướp cỏ mày không? Khôn hồn thì im lặng lại, nếu không muốn chết. Nếu nó buông tay ra, mày còn la nữa không? Buông tay ra đi. Sao mày đánh tao à? Lần đầu tiên tôi thấy anh cầm cuốn tạp chí đọc lâu như vậy đó. Còn có chuyện gì sao? Hả? À, tìm coi nhà đẹp của thằng Hảo đang ở đâu. Tìm qua nãy giờ không thấy nè. Chắc là con nhỏ này nó nói láo thiệt rồi. Anh thấy có chuyện gì bất bình thường không? Có gì đâu. Chú mày có chuyện gì hả? Thì mấy con mèo của tôi đó, tự nhiên cái công đuôi bỏ chạy hết.
giống như là có ai đó cấm tụi nó không cho tới gần tôi vậy. Chắc mấy bà già của chú dữ quá làm tụi nó sợ, công đuôi bỏ chạy hết rồi còn gì nữa. Không đâu, tôi đã ra sát hết rồi. Mấy bà không có đủ gan trời để làm tôi mất mặt như vậy. Mấy bà chỉ giỏi ghen tị nhau trong nhà thôi. Còn ra đường, mấy bà phải biết giữ thể diện cho tôi chứ. Chào em cà chua. Công nhận là lời hứa của em, tôi chua thiệt đó nghe. Sao rồi, không thấy nhà thằng em anh nó lên báo vậy? Cái gì? Ông còn dám đòi lên báo công khai qua lại với tôi nữa hả? Nè, sao bữa nay nói chuyện kỳ lạ vậy em? Vậy bây giờ tôi phải nói như thế nào? Cái kẻ đốt nhà, cướp của tôi hả? Cái gì mà cướp của đốt nhà? Nè, đừng có nói với tôi là ông không biết gì nha. Nè nè nè, ai đốt nhà, ai cướp? Tôi có biết ai đâu. Nè, em nói rõ hơn coi. Đứa nào mà dám đụng tới bạn bè của thằng Chính này, tôi chán sống rồi hả? Ai tôi có biết đâu. Tụi côn đồ chỉ nói á là không có được qua lại với ông nữa. Tụi nó nói còn lần sau á là tụi nó lấy mạng tôi luôn á. Bây giờ tụi nó đốt nhà tôi được kìa. Tụi nó là đứa nào? Nó dám ăn gan hùm mà làm như vậy à? Thôi, tôi không nói chuyện với ông nữa đâu. Tôi nói á là để chỉ cho ông biết thôi. Tôi cũng không có báo công an đâu. Mà ông có giỏi á thì ông lo xử chuyện nhà của ông đi. Nhưng mà nếu ông là người đàng hoàng á thì ông đưa tôi vài trăm triệu sửa nhà đi. Nhà cháy hết rồi. Nè, alo. Cái gì nữa? Nhấn số tài khoản của em cho tôi đi. Mà tôi đi trước nha. Nhà em mà không cháy mà dám giở trò cho tôi, đừng trách tại sao bữa sau nó cháy thiệt đó. Trời ơi, ông còn dám nghĩ là tôi nói xạo ông nữa hả? Ông mà nghĩ như vậy á, ông không có đàng hoàng đâu đó nha. Đừng nghĩ có tiền á, là muốn làm gì làm, muốn nghĩ người ta sao thì nghĩ. Nhà nó bị cháy thiệt rồi. Anh nghĩ ai dám làm những chuyện này? Tụi nó dám coi mình như con đít gì đó. Bây giờ còn mặt mũi nào ra đường gặp ai nữa chứ? Còn tự nhận anh này anh kia. Rồi thua. Dinh Úc. Chung đi. Ba cao. Đây là trận cuối. Nếu như tôi thắng, tôi sẽ lấy lại tất cả. Còn nếu như tôi thua, tất cả tài sản này sẽ là của ông. Sao, dám chơi không? Tụi bay hồi đó giờ có thấy đệ nhất dân chơi thành phố này chưa? Nói nhiều quá, chơi bài đi. Với cái giấy tờ nhà mà cũng đem ra đây cầm để đánh. Thật là tâm phục khẩu phục. Ông phải trả lại hết tất cả rồi. Chính nút.
Chưa đâu. Sao? Đi cho cẩn thận đó nha. Có cần tao kêu đàn em của tao đưa mày về tận nhà được không? Không cần đâu. Có sức chơi thì có sức chịu. Được. Ba Hồng. Nè, bà tới đây để làm cái gì? Tôi tới để đòi công bằng cho cậu. Chuyện gì nữa đây? Bộ thua bài rồi tính làm trò sao đen hả? Hồi nãy tao thấy mày còn trượng phu lắm mà. Không cần đâu. Chuyện của tôi tự lo. Không cần mà phải đồng gia đồng thất đâu. Anh Hùng có dặn tôi phải lo bếp núc cho anh em. Sao? Bây giờ mấy người tính ỷ đông hiếp yếu hả? Dù có dùng vũ lực để lấy lại tài sản của mày thì mày cũng không còn mặt mũi mà trở về biên giới làm ăn nữa. Ai nói với ông là lấy lại tài sản hả? Cái nhà này là của ông. Tất cả những chiếc xe này cũng là của ông. Còn bà nữa. Bà mà dùng vũ lực lấy bất kỳ tài sản gì ở đây là không yên với tôi đâu. Cái miệng thì nói hay lắm, nhưng mà để tao coi mày có làm được như lời mày nói hay không. Thằng này đi không đổi tên, còn không đổi họ. Nói được là làm được. Vậy thì bây giờ mày kêu bà rời khỏi nơi đây. Và kêu cái đám đàn em của bà biến khỏi chỗ này. Chứ đừng có đứng ở đó mà hùng hùng hổ hổ. Bộ tính làm ăn cướp ở đây sao? Ai nói tôi muốn làm ăn cướp? Vậy chứ bà muốn cái gì mà cho cái đám đàn em của bà chỉ súng cho tôi? Đừng báo cho bà biết mà đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó. Mấy đứa, tôi ngưỡng mộ. Nghe nói ông bá đây là một người rất giỏi cờ bạc. Đã vậy còn là ông trùm của đám cũ dạng, chuyên vận chuyển lậu sang vàng. Chẳng những vậy còn làm thủ tục cho gỗ lậu để qua mắt hải quan nữa. Sao mà biết rõ vậy? Cái gì vậy? Tôi tưởng ông chỉ buôn lậu xăng dầu thôi chứ. Bởi vậy hôm nay tôi mới đến đây để diện kiến, mong gỡ gạc cho đàn em một ván bài. Đánh bài? Được thôi. Cái thằng bá này á là một tay đánh bài chuyên nghiệp. Thì xá gì một người đàn bà dưới trướng nhà họ Trương chứ. Nè, tôi nói trước, đánh lớn thì tôi đánh, còn đánh nhỏ thì tôi không đánh đâu nha. Tôi chỉ muốn chơi một ván thôi. Nếu tôi thua, coi như địa bàn giao hàng ở khu vực phía Tây á giao hết cho ông. Nè, sao bà dám? Anh Hùng đã có chỉ đạo rồi. Nhưng nếu tôi thắng thì tài sản của ông Hào ông phải trả lại. Ông rời khỏi đây lập tức. Và từ nay về sau không được dụ dỗ ông Hào đánh bài nữa. Bà nhìn nó đi, nó đã lớn rồi chứ đâu phải là con nít, mà ai đi dụ dỗ nó được chứ. Nè, đánh bài ha? Được, nếu bà thích thì tôi chiều bà. Mời bà. Thôi khỏi. Khoan. Bà muốn gì? Tôi là phụ nữ, không biết chơi đánh bài đâu. Sao vậy? Chỉ cần hai lá, ai lớn hơn người đó sẽ thắng. Ừ, được thôi. Vậy thì chơi. Chuyện gì? Đại ca, đại ca ơi. Sao vậy? Dạ, thằng đó nó chém em. Tại sao mà kêu đi đánh bài để giải quyết mọi chuyện? Vậy mà bây giờ bà ra tay động thủ chứ. Chuyện gì vậy? Nó chê hình xăm của em. Anh thông cảm, lính của tôi nó hay nổi điên thất thường lắm. Đi băng bó vết thương đi. Bà đó,
Bà đừng có làm bộ giả điên mà kiếm chuyện với tôi. Nếu bà muốn lấy hết tài sản để trả lại cho thằng Hào á, thì bà cứ nói mẹ ra đi, chứ đừng ngồi ở đó mà làm ngụy quân tử để tìm cách hạ tôi đo gián. Quân tử hay tiểu nhân, dở bài rồi sẽ biết. Bà lật đi. Hả? Thiệt ra là mày dám chơi cờ bạc gian lận đó hả? Bình tĩnh đi anh. Tôi chỉ muốn chơi một ván công bằng thôi. Sao? Ông muốn chơi tiếp hay không? Coi như bà đã thắng. Ông nói quá. Chẳng qua là tôi may mắn được ông nhường cho thôi. Bây giờ tài sản này của mày, tao trả lại cho mày. Khoan, nhớ lời hứa không được rủ rê ông Hào đánh bài nữa đó. Xử ông không chị? Chuyện này để cho con Hào giải quyết. Bà nghĩ bà lại cứu tôi hả? Tôi còn mặt mũi gì trên giang hồ này nữa? Sao lại không chứ? Còn không biết thằng bá nổi tiếng là quỷ quyệt và cờ bạc bịp hay sao? Bà biết như vậy tại sao không giết nó luôn đi? Tại sao? Nó cũng có máu mặt ở biên giới. Bây giờ mình nắm thóp nó rồi, sau này sẽ sử dụng nó. Tôi nói là tôi làm đó. Nếu ba người cảm thấy không làm được nữa thì biến, đừng có làm hư chuyện lớn của tôi. Tối ngày ăn chơi xa đọa, đụng tới chuyện công thì tan chán này nọ. Thời buổi này là thời buổi nào? Tại buổi để mấy người phố trương vậy sao? Alo. Alo. Không nghe thấy gì cả. Alo. Lại mất tín hiệu nữa rồi. Thôi để ngày mai nói chuyện tiếp. Tức thiệt. Có mũ hồng chứ không ai hết. Chắc chắn. Tự dưng ở đâu nhảy vô? Ông không biết đâu. Hôm bữa tôi mất mặt lắm đó. Ở đâu ra tự nhiên xuất hiện một con mẹ mình vô lo cho bá thằng này là sao? Mày nói hơi quá. Ông nói đúng đó. Ông chưa thấy bả lên mặt kể cãi với tôi đâu, còn dây đời tôi nữa. Mẹ bà. Rồi mày để yên cho bả sao? Dầu gì bả cũng minh tôi mà. Coi thường mày thì có. Lớn ngừng tuổi này rồi mà để cho bả ăn hiếp là sao? Mà dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi cũng không thể lượt bà xen vô đâu. Bà tưởng bà là ai chứ? Bây giờ qua nói chuyện phải trái với nó. Đừng có nói nó đi, đừng có mình đi, đừng có xen chân với đường của tụi mình nữa. Biết bà có chịu không? Sao lại không? Ý mày là sao? Phải tìm ai đó cảnh cáo bà này, để cho bà chừa cái tội làm ra đã. Tâu mọi chuyện với ông Hùng. Ê! 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 Đồ tôi! Ê! Đứng lại! Lần này đừng hợp chạy thoát. Anh muốn gì? Hãy
Bàn tay đẹp như vậy đáng lẽ phải làm ở trong văn phòng mới đúng chứ. Ai lại ra đường ra xá như vậy? Bỏ ra. Anh muốn sạp sỡ tôi hả? Đâu có. Mà nếu như tôi có sạp sỡ cô thì cô làm gì tôi? Ai à, không ngờ cô quýnh đau dữ vậy ta. Tình hình này chắc tôi phải gọi người tới trợ giúp rồi. Chết tới nơi rồi mà còn chọc gái hả? Thiệt tình á, tôi cũng không hiểu tại sao mà cô cứ hằng học với tôi dữ vậy. Tính ra từ đầu đến giờ gặp gỡ tôi có cảm tình với cô mà. Tôi là cảnh sát, anh là tội phạm. Cảm tình cái nỗi gì? Cảnh sát thì có 3-7 cảnh sát, tội phạm thì có 7-8 đường tội phạm chứ. Tôi có nói là anh vì hoàn cảnh đưa đẩy nha. Sao cô biết được? Tôi nói cho cô biết nè, cô xinh đẹp như vậy thì làm cảnh sát làm cái gì? Hả? Làm gì cho cơ? Vì tôi muốn công bằng cho xã hội, muốn chính nghĩa cho mọi người. Những kẻ tội phạm như anh là phải đi tù. Cô. Ê! Ê cái gì? Ê! Cái thằng này. Thôi. Mày dí không được tao đâu. Mày ngồi xuống đi. Rõ ràng là mày đang yêu. Tao không hiểu tại sao nữa. Công nhận tao với cô ấy có duyên thiệt. Chưa đầy một tháng mà đã gặp lại nhau rồi. Tao không tin là có một ngày mày mơ mộng vậy luôn á. Tao nói thiệt. Ừ thì có một sự thiệt mà tao biết á, là mày rất là may mắn. Chỉ có bị trầy xước chút đỉnh ở... Đừng có giỡn như vậy đó nha. Mày mà làm vậy mọi người nhìn thấy tưởng tao với mày chơi bị đề đó. Thì tao chỉ thắc mắc coi. Gì vậy cha nội? Con nhỏ đó là ai? Hả? Mày muốn biết phải không? Ờ. Mày đã từng ngồi trong xe cô ấy chở rồi đó. Làm sao? Thì chắc mày không biết đâu. Tao chắc chắn là cô ấy giả danh làm tài xế taxi, trà trộn vào để tìm kiếm thông tin. Để tao để ý tài xế taxi nhiều hơn. Tại vì cũng đâu có bao nhiêu người nữ làm cái nghề đó đâu. Ờ ha, mày nói cũng phải. Thôi đi vô đi, để mấy ông đang chờ. Ê, bạn bè phải giúp đỡ nhau những lúc khó khăn chứ. Ừ. Bây giờ anh muốn sao? Muốn bà chết hay là chị Hâm thôi? Nếu chết được thì càng tốt. Nhưng tao chỉ muốn tụi bay làm cho bà không còn tỏ vẻ ta đây và tươi cười trước mặt tao nữa. Vậy thì khó. Tại vì nếu mà không Hâm á thì chỉ cần tông cái xe vô bả là xong. Không cần thiết đâu. Mày chỉ cần cảnh cáo làm cho bả ngáp ngáp thôi là được rồi. Có chắc không anh? Lỡ anh Hùng biết thì... Mày là lính tao hay là lính của ông Hùng? Em biết là như vậy nhưng em chỉ lo xa thôi. Lo cái gì? Mày làm thôi. Còn tất cả là do tao chịu trách nhiệm. Ai biết mày lo? Vậy thôi. Thì bây giờ tụi em giải quyết vụ này sạch sẽ, không để lại dấu vết. Coi như là tụi em không có dính dáng gì luôn. Xong. Tốt. Mà đi theo thằng Ali không bao lâu mà tao thấy mày lên tay thấy rõ. Kiệt, mày nên học hỏi nó nghe chưa Kiệt? Dạ em biết rồi. Thôi tụi em xin phép. Khoan đã. Đây là lộ phí của tụi bay. Sao bà lại ở đây?
Trời đất ơi, bà tới hồi nào sao không báo tôi biết? Em đâu có biết, em ngồi đây đợi nè, tự nhiên bà đi vô. Giờ sao anh? Ra ngoài chào hỏi bà một tiếng hả? Tại sao tôi phải chào hỏi bà? Bộ bà là má tao hả? Không phải, ý em không phải vậy. Em sợ bà biết mình ngồi ở đây mà không ra chào hỏi bà bắt bẻ nữa. Sợ gì chứ, bà muốn cái gì á thì vô đi gặp tao. Dùng cân này được đó. Nhớ, đừng dùng cân điện tử, toàn là đồ đẻo. Dạ, em biết mà chị. Tụi em chuyên nghiệp lắm, chị yên tâm. Anh thấy gì không? Tao đâu có đuôi. Bà biết mình đang nhìn thấy bả luôn hả? Con mụ này không phải là tay dừa. Giờ này mà có cái ôm thì còn gì bằng nữa ta. Tao tưởng mày nói giờ này á được ôm ba con heo hay là ba con đầm mày sướng chứ. Ê, ông đừng có nghĩ lúc nào tôi cũng nghĩ tới bài bạc thôi nha. Chứ mày tự tôi nghĩ sao? Giờ này chắc là vợ chồng Trí Tài đang ôm nhau tình tứ lắm đây. Đang vui vẻ tự nhiên nhắc đến hai người đó, mắt hứng ngang xương vậy đó. Tự nhiên á, có người ngoài nhảy vào gông cổ ba tụi mình lôi đi. Còn tình thân trong gia đình, thằng Hùng nó cho ra làm người ngoài. Nói vậy là nói tầm bậy. Anh không nhớ là cái bà đó đã từng là vợ của ông Hùng lúc trước à? Vậy đâu có là người ngoài. Cái hộp quẹt hôm bữa tao tặng sinh nhật cho mày y chang như vậy đâu rồi. Đừng nói thua bài nữa rồi nghe. Thì thằng Minh dễ dữ chứ ai. Hôm bữa sinh nhật nó, cho đến bài nó ăn hết cả đám luôn. Nói vậy cũng không biết mất cỡ, còn dám khai báo nữa hả mày? Thôi, đừng có cãi nhau những chuyện con câu như vậy. Tôi đang nhức đầu đây, chưa suy nghĩ ra được cái kế để giúp cho anh em tụi mình đây nè. Kế gì nữa? Đàn em lắm, ông đừng có nói với tôi là ông còn bạo gan nghĩ cách để hãm hại ông Tài với bà Hồng nghe. Tôi báo cho ông biết, bây giờ hai người đó mà có xảy ra chuyện gì thì ông Hùng cũng cho người xử tụi mình luôn, không có nghĩ tới tình thâm gì hết á. Cảm ơn nha chú em. Điểm yếu của vợ chồng Trí Tài đó chính là mối quan hệ giữa bà vợ với thằng. Anh
Anh sao vậy? Thuốc. Anh đau hả? Thuốc nè. Chỉ có thay đổi gương mặt mà đau đớn như vậy sao? Cái giá của tự do thật không rẻ chút nào mà. Anh ơi, anh thấy sao rồi anh? Anh ơi, anh sao rồi? Anh thấy sao rồi anh? Anh đỡ chưa anh? Anh qua ghế ngồi nghỉ nha. Em phải gọi cho ông bác sĩ này mới được. Đừng. Đừng. Em phải gọi mắng ổng. Chứ không lẽ để anh đau đớn hoài vậy sao? Bây giờ em có chửi mắng ổng thì có ích gì đâu. Nhưng ít ra cũng là động lực để ông khắc phục biến chứng sau phẫu thuật chứ. Khắc phục cái gì? Biến chứng gì chứ? Thì ông đã cảnh báo trước rồi mà. Đành như vậy. Nhưng mà ổng có hứa là tìm cách cho anh bớt cơn đau mà. Nhưng mà qua nay anh đã đau 2-3 lần rồi đó. Anh sao rồi anh? Không sao đâu. Đến tự tìm cách. Anh sẽ tiêm thuốc hàng ngày. Mà chắc anh phải tự bào chế ra một loại thuốc. Phải sử dụng thêm á phiện quá. Hả? Anh nói với em, chỉ có mấy đứa ngu mới xài ma túy mà. Như vậy sẽ hại anh chết đó anh. Không được đâu anh. Cho dù có chết cũng là sinh ngày tử nghiệp thôi em. Bây giờ chỉ có á phiện mới cắt được cho anh những cơn đau này. Nhưng mà là động lực để khắc phục biến chứng sau phẫu thuật chứ. Khắc phục cái gì? Biến chứng gì chứ? Thì ông đã cảnh báo trước rồi mà. Đành như vậy. Nhưng mà ông có hứa là tìm cách cho anh bớt cơn đau mà. Nhưng mà qua nay anh đã đau 2-3 lần rồi đó. Anh sao rồi anh? Không sao đâu. Đến tự tìm cách. Anh sẽ tiêm thuốc hàng ngày. Mà chắc anh phải tự bào chế ra một loại thuốc. Phải sử dụng thêm á phiện quá. Hả? Anh nói với em, chỉ có mấy đứa ngu mới xài ma túy mà. Như vậy sẽ hại anh chết đó anh. Không được đâu anh. Cho dù có chết cũng là sinh ngày tử nghiệp thôi em. Bây giờ chỉ có á phiện mới cắt được cho anh những cơn đau này. Nhưng mà thôi anh đi đây. Em đi với anh nha. Không cần đâu, anh tự lo được. Em cũng có một buổi họp với buổi từ thiện gì đó. Em cứ lo chuyện của em đi. Nhưng mà với tư cách là chủ tịch của ủy ban, tôi xin tuyên bố thành lập hội đồng quản lý cho dự án khu công nghiệp Phước Hợp. Khu công nghiệp này á bao gồm cả khu vui chơi nghỉ dưỡng 5 sao, có cả casino tại tỉnh mình, sẽ bắt đầu khởi công vào tháng sau. Cảm ơn những tràng pháo tay mà mọi người đã dành cho bà Diệu Hồng, cũng như buổi họp báo công bố tài trợ các dự án từ thiện của tập đoàn ông Tài lần này. Chúng tôi cũng xin bật mí một chi tiết thú vị là bà Hồng sẽ quyết định thành lập một quỹ từ thiện riêng cho tập đoàn với văn phòng chính ở Việt Nam. Đây là ông Bùi Cường, tổng giám đốc công ty xây dựng Ba Vì. Và đây là ông Chí Tài, chủ đầu tư chính của dự án khu công nghiệp Phước Hợp. Xin cha hỏi, nếu thành lập quỹ từ thiện này, không biết bên chị có tuyển người thường trực không? Vậy tiêu chí cho người đại diện tiêu biểu là gì? Dạ, cái này... Vậy chị có chọn ai làm đại sứ cho chương trình của mình không? Và chị Hồng có đích thân điều hành cho chương trình này chứ? Tôi nghĩ tôi sẽ chọn một người đại diện. Rất mong những ngôi sao trẻ, những người có tầm ảnh hưởng đến công chúng đang có mặt trong ngày hôm nay sẽ chung vai góp sức cùng tôi phát triển sự nghiệp cao cả dài lâu này. Sao? Ông thấy những điều tôi hứa đã thành hiện thực chưa? Bây giờ thì tâm phục khẩu phục rồi. Ủa mà sao tôi thấy cái mặt của anh có vẻ mệt mỏi vậy? Không sao. Hồi sáng tôi bị trúng thực. Vậy à? Bây giờ không sao rồi. Cảm ơn ông.
Ông anh của ông ok quá hả? Ông anh của tôi biết chứ. Tôi nói cái gì ông cũng ok hết. Tất cả các thông tin về quỹ và mọi vấn đề khác, chúng tôi sẽ gửi thông cáo báo chí cập nhật cho các anh chị ngay vào ngày mai. Vậy bây giờ mời anh chị sang đây dùng buổi trưa đáp lễ của chúng tôi. Cảm ơn. Mời anh. Không biết anh Hùng đã ổn chưa? Biết phải chịu nhiều biến chứng đau đớn này, mình đã không ủng hộ ảnh làm phẫu thuật để trở thành tên chí tài đó rồi. Dạ, chào chị. Chào em. Dạ, em là diễn viên Mỹ Hằng. Hiện tại em đang là tình nguyện viên khách mời cho chương trình của chị á. Dạ, em cảm thấy rất thích và hứng thú với chương trình của chị á. Chị, và đây là số điện thoại di động của em. Nếu có chuyện gì cần á, thì chị cứ gọi cho em. Em luôn sẵn sàng có mặt. Cảm ơn em. Đây của chị đi chị. Dạ. Thôi, để tôi về. Bữa nào á, tôi hẹn anh ra Lai Rai, rồi giới thiệu các bác các chú ở trên tỉnh trên huyện á, để công việc làm ăn suôn sẻ hơn. Cảm ơn anh. Nhờ anh giúp đỡ giùm. Được rồi. Cảm ơn nhiều. Mày bỏ xe đó, đến đây đón tao về nhà. Mau lên. Anh, có sao không anh? Nhanh lên. Dạ. Từ từ thôi, cẩn thận. Đi anh. Đi. Anh ơi, anh thấy sao rồi anh? Ngồi xuống đây đi anh. Anh thấy trong người sao rồi? Lấy thuốc cho anh. Dạ. Thuốc nè anh. Đi ra ngoài. Ông có cần tôi chở đi bệnh viện không? Đành nói là đi ra ngoài. Đừng nói làm gì, muốn chết hả? Bà, bọn phê thuốc hả bà? Đuổi. Bà đuổi thằng này cho tôi. Thứ tò mò này, để đây sẽ có ngày kết quả. Dạ. Dạ được rồi anh. Bình tĩnh đi anh. Bây giờ quan trọng là bình tĩnh của anh đó. Anh thấy sao rồi anh? Đúng là chuyện gì cũng có giá của nó. Cũng tại em hết trơn á. Nếu biết anh bị đau đớn như vậy, em không xuống anh đi phẫu thuật, từ Trương Hùng sang thành chí tài đâu. Sao em nói vậy? Nếu như không có bước ngoặt đó, làm sao anh và em có thể đường chính chính bước ra ngoài ánh sáng? Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh phải nói là mình đàng hoàng nắm tay nhau tận hưởng sự thành công mới đúng chứ. Đỡ chứ anh? Đỡ. Hôm nay em có rảnh không? Dạ, em định tí nữa qua kho coi nhí chế biến hàng. Có chuyện gì không anh? Cũng không có gì. Hôm nay có hẹn với mong tay tao mặt bữa ở tỉnh. Nếu rảnh thì đi chung, không thì anh đi một mình cũng được. Không sao đâu, anh cứ đi. Công việc là trên hết, em hoàn toàn tin tưởng ở anh mà. Tin tưởng anh quá vậy? Coi chừng mất chồng như chơi đó. Giữ người ở lại chứ làm sao giữ người muốn ra đi được hả anh? Chồng muốn ra đi làm sao em giữ được? Nói vậy chứ em chỉ tin tưởng anh 99% mà thôi.
Bà chủ lúc này vàng nhiều quá ha. Đêm nào cũng tháo ra, cất đầy hộp. Toàn mấy thứ anh mua tặng em mấy năm trước, anh không nhớ sao? Thì cũng tại em. Em nói là mấy năm nay không cần tặng quà, chỉ cần dẫn em đi chơi là được. Biết chứ. Chuyện mua quà là chuyện anh phải ca lăng, chứ sao để em nhắc. Ok, sorry. Sáng mai anh sẽ dẫn em đi dạo phố, sẽ mua tất cả những món gì em thích, rồi cùng nhau đi ăn trưa với mấy ông quận quỷ. Dạo này anh bận đi tiếp khách nhiều, có mệt lắm không? Thì anh chỉ ăn nhậu thôi, chứ chơi bời gái gú thì không có. Thành ra sức khỏe ok lắm. Cái ông này. Thì cũng phải thành thật khai báo chứ, để em có sự tin tưởng vào chồng của em. Xem ra công việc của anh thuận lợi hơn em tưởng. Còn em sẽ ưu tư vậy? Đứa nào chọc phá em hả? Khổ lắm. Tụi nó nghe lời răm rắp nhưng một cách miễn cưỡng, nhưng cũng tỏ vẻ không phục khi em quay lưng đi. Có chuyện đó sao? Là đứa nào vậy? Anh định làm gì nữa đây? Em đã nói với anh không được dùng vũ lực để người ta nể phục mình mà. Nhưng anh không cho phép đứa nào được coi thường em. Anh bình tĩnh đi. Em chỉ e ngại ba ông họ Trương thôi, chứ còn tụi đàn em không sao đâu. Ông Vĩnh với ông Hào thì dễ đối phó thôi, chỉ cần cho họ một chút tự do và một chút quyền lợi riêng tư, tất cả mọi chuyện im xuôi hết. Ông Vĩnh thì mê tốc độ, mê xe sang, còn thằng Hào thì mê cờ bạc. Bởi vậy cho nên hồi còn trẻ họ đã phá rất nhiều gia tài của cha để lại, giống như là một thứ phá gia chi tử. Bởi vậy mới nói nếu anh không vững thì họ dễ dàng nắm thóp của mình. Nè, anh nào không vững vậy? Em phải nói là ông Trương Hùng không vững vàng. Quên bài rồi sao? Phải, em quên. Ông Trương Hùng phải vững thì anh em của ổng mới nhờ cậy được. Nói vậy phải hay không? Hôm nay tôi hẹn các anh ra đây vì anh Hùng có lời nhắn cho cả ba người. Vinh hạnh cho tụi tôi quá, phải không Hào? Phiền chị quá ha. Anh Hùng nhắn các anh tổng kết lại mọi thứ và báo cáo bằng văn bản, loại bỏ những người không siêng năng để chuẩn bị cho chiến dịch mới. Cái gì? Chị nói cái gì? Tôi ở tuốt trong rừng, trong đó có bao nhiêu dân cư tôi tuyển làm đàn em tôi hết, bây giờ đổ đuổi bộ cho thằng này làm con giác sao? Vẫn chơi hoài. Không hẳn như vậy, tùy tình hình công việc mà tiến hành. Cho tôi đủ người rồi, không cắt giảm được. Không lẽ các anh muốn tôi lên danh sách rồi sàng lọc luôn cho mỗi người hay sao? Bà rảnh quá ha. Không hẳn, nhưng việc gì anh Hùng đã giao thì tôi làm triệt để. Nè, tôi thấy chị nhúng tay quá sâu rồi đó. Chị làm như vậy có anh em tôi ra cái gì nữa? Đúng rồi đó. Canh bình tĩnh. Thật ra thì bà xã tôi chỉ chuyển lời của anh Hùng thôi, vợ tôi cũng chịu rất nhiều áp lực, canh thông cảm. Anh Tài nói đúng, tất cả chúng ta đều làm việc chung với nhau, không nên căng thẳng như vậy. Cảm ơn anh. Xin mời. Xin mời. Anh Tài nè. Sao? Lát nữa tôi muốn mời anh qua nhà tôi chơi một chút. Anh em tụi tôi sẽ gọi điện cho ông Phụ tán gẫu với nhau, có được không? Mấy anh muốn kiểm chứng lời nói của vợ tôi chứ gì?
Anh đừng có nghĩ vậy. Thiệt tình thì tôi chỉ muốn hai ông anh em tôi yên lòng thôi. Cũng tiện cho chị Hồng đây làm việc. Tôi thấy vậy cũng tốt. Vậy không thành vấn đề. Mình cũng rảnh mà em ha. Dạ. Lát đi chung nha. Nhưng tôi chỉ muốn mời riêng anh thôi. Bởi vì có những chuyện đàn ông, đàn bà không nên nghe. Chuyện đó thì không sao đâu anh cứ. Ok, tôi nhận lời. Cảm ơn chị Hồng. Xin mời. Xin mời. Dạ mời anh. Mời anh. Mời anh nha. Em cứ bơi đi. Thôi 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 thôi. Rủ rê cái gì? Xuống đây với anh. Ủa, xuống bơi luôn đi nha. Đi em. 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 Đây. Mà đây chơi với anh. Mấy ông vẫn thường vậy à? Vui thôi mà. Coi kìa, gần 40 tỷ đầu rồi mà như con nít. Tính nó là vậy đó. Thế vậy nha, chứ rồi, vô công việc là làm hết mình. Cái gì mà giao cho nó làm rất là tốt, mình có thể yên tâm. Ngoài trừ cái chuyện nó cờ bạc quên cả đường về đúng không? Sao không biết hay gì? Thì tiếng dữ đồn xa mà. Thằng Nga Hải nó xác nhận chính thằng Hùng đã chỉ đạo cho bà Hồng cơ cấu lại. Vậy tốt. Vậy mấy ông nghĩ là tôi dựa hơi của ông Hùng để ra quài với mấy anh sao? Tụi này có nói vậy bao giờ đâu. Vợ chồng tôi cũng đâu có rảnh. Nè, là đàn ông với nhau, tôi muốn nói cho biết chuyện này. Chuyện gì quan trọng vậy? Tôi thấy là trên đầu của ông mọc mấy cái sừng càng ngày càng dài, cho nên là tôi nói cho ông biết vậy thôi. Phải đó. Không lẽ ông không biết là bà Hồng đã từng là vợ của ông Hùng, mà bây giờ ông vẫn còn cho bà Hồng qua lại với ông Hùng, rồi còn làm lính cho ông nữa chứ? Khoan khoan khoan. Anh mệt quá. À, thì ra là chuyện đó. Thật ra thì vợ tôi gặp ông Hùng chỉ là quan hệ công việc, còn tôi thì làm tất cả mọi thứ chỉ vì tiền. Đôi bên đều có lợi. Tôi không nghĩ ông ngây ngô đến như vậy, mà tôi nghĩ là ông bất chấp làm ngơ để cho vợ mình tăng tiền cho thằng Hùng, miễn sao có lợi cho công việc của ông, đúng không? Tại sao ông nói vậy? Vậy thì sĩ diện của thằng đàn ông để đâu? Tôi thấy là ông chính vì cái vỏ bọc doanh nhân chỉnh chu của mình lúc nào cũng muốn giữ hình tượng hết, cho nên ông cần người vợ hoàn hảo. Chứ thật ra ông có 3-4 người vợ giống như thằng Lâm nhà tôi cũng tốt mà, đúng không? Thật ra tôi rất yêu vợ tôi và tin tưởng vợ tôi là người chung thủy, không giống như lời đồn của những người ác miệng. Tóm lại là ông chỉ có mình bả thôi hả? Đúng. Thực sự tôi không hiểu tại sao ông và ông Hùng lại thương bà Hồng nhiều đến như vậy. Đúng đó. Nhưng xét về tài sắc thì đâu có bằng vợ của thằng Lâm đâu. Chuyện này thì ít có người hiểu được lắm. Chỉ có những người giàu sinh ra tử, cận kề với cái chết, bị người ta phản bội, khi gặp được người tri âm tri kỷ, sống chết vì mình, thì mới hiểu được. Anh, có chuyện gì vui hay sao mà vừa về tới em thấy anh cười hoài vậy? Hôm nay trăng sáng lắm, là để ngắm trăng với anh. Anh
Anh sai hả? Nhưng có chuyện gì vui mà anh tủm tỉm cười hoài vậy? Không, anh làm sao sai được. Anh cười vì ba ông họ Trương. Họ khôn lớn rồi. Sao? Hôm nay họ làm điều gì đúng ý anh hả? Không. Nhưng nó bẫy anh. Nó cài cái bẫy ly gián giữa anh với em. Nó nói là em quan hệ bất chính với thằng Trương Hùng, cắm sừng lên đầu anh. Đó, anh thấy chưa? Thế em bị oan ức như thế nào không? Thì em cũng từng nói là mình phải hy sinh vì chuyện lớn mà. Em chỉ là đàn bà thôi. Cái ngu lớn nhất của em á, như ba em nói á, là yêu anh mù quáng. Dù sao thì em cũng chọn được người vừa ý đó. Anh nhắc cho em nhớ, em phải mạnh tay với ông Vĩnh và thằng Hào, và đồng thời tránh xa thằng Lâm đi, cũng như lãnh địa của nó. Anh sợ em đấu không lại nó hay sao? Không, anh sợ em sẽ tiêu diệt nó. Lúc đó anh sẽ mất đi một người anh em mới vừa khôn lõi đó. Đang nghe mày. Rồi. Nè, mày vô đi. Còn vô đó. Nè, nói tụi nó nhanh tay lên. Nhanh lên đi. Một lát mày lấy xe chở tôi lên biên giới luôn nghe chưa? Mày coi phụ tụi nó đi. Hết chưa? Đóng cửa lại. Dạ. Dừng lại. Đem hàng xuống. Đóng cửa lại. Đem hàng xuống. Thùng này đi mở đi. Cuối thùng này. Mau lên. Dạ. Cúi ra. Nè bà chị, chuyện gì vậy? Mau lên. Cúi đi.
Như vậy là sao? Tụi bay đóng hàng lại, chất lên xe đi. Cậu lợi dụng mối quan hệ của ông Hùng để buôn vàng lậu hay sao? Tôi thấy chuyện này đâu có ảnh hưởng đến quyền lợi gì của nhau đâu. Nhưng có mối quan hệ giao dịch, hải quan và chính quyền khác nhau. Cậu làm bể hết trơn rồi. Chỉ mới lần này thôi mà. Lần này hả? Lần này nữa là bao nhiêu lần rồi? Dạ, bây giờ mình có đi không đại ca? Vút bẻ như vậy á, cho có tay vô khớp, hiểu không? Có gì mà sợ chứ. Trước giờ đâu có bằng chứng nào chứng tỏ tụi mình làm việc này đâu. Ông cũng biết tính ông Hùng, tính ông rất là đa nghi. Một lần bắt được thì 9-10 lần không. Ai mà ngờ bà Hồng đi theo dõi mình như vậy. Tao nghĩ thế nào tụi nó cũng cho người xử lý mình à. Bà này định đi làm điệp viên hay ba mang gì đó, tố cáo mình hay sao? Yên tâm đi, ông không dám xử anh em tụi mình đâu. Xử anh em mình rồi, lấy ai làm việc cho ông nữa chứ. Ai trốn trong đó vậy? Rồi, vô khớp rồi, Tụi bay làm cái gì vậy? Ông nội này bị chật khớp, nãy giờ em bẻ tay chổng vô khớp, giờ khỏe rồi. Mày giờ tụi em đi làm, nãy giờ bận bẻ cái này không nghe gì hết. Mày sửa cái bẻ gãy tay tao vậy? Ơi, cái khớp chặt mà cái chân khỏe dữ vậy. Chào anh. Dạ thưa mấy anh, em xin phép. Mày ghé qua quán ta mới mở này dòm ngó trước cho tao, rồi coi mỗi đêm khách ở đó bao nhiêu, có những gương mặt cộm cán nào. Cái quán ta mới mở lại được 2 tháng thôi mà thu hút hết khách thành phố, mấy thằng dưới tỉnh cũng lên lại chơi. Chỉ là do thám thôi đúng không? Chỗ thằng Lâm có chuyện gì mới không? Trời ơi, ba anh em đó gây với vợ chồng kia hoài. Tốt, có cạnh tranh thì mới có phát triển lượng. Nhớ là phải về chừng cả hai, không lực lướng về phe nào, để còn có cơ hội về làm cho ông Hùng nữa. Dạ. Nhớ là lắm tin tức cả anh em nhà họ Trương và luôn cả vợ chồng ông Tài, lấy về báo cho ông Hùng. Em biết rồi. Thank you.
Việc cô chọn vào làm chỗ này có nằm trong kế hoạch không? Tuyệt mật. Đó là chuyện nội bộ của bên tôi. Có một điều mà tôi đang thắc mắc đó. Tại sao cô không xin vào nhà họ Trương làm? Để làm chỗ này liên quan gì đến chân rết đâu? Vì tôi không có một hồ sơ hoàn hảo giống như anh. Sớm muộn gì người ta cũng phát hiện ra tôi thôi. Vậy lý do nào cô lại chọn vào làm chỗ này? Đây là quán bar mới mở, quy tụ những kẻ có máu mặt ở thành phố. Kể cả những khách hàng sang, những kẻ giàu có của tỉnh này cũng muốn về đây để mà phô trương. Tôi biết. Bởi vì ông chủ đó cũng từng thành đạt ở tỉnh. Đúng vậy. Vậy thì liên quan gì tới nhà Trương Hùng? Vậy hôm nay anh đến đây để làm gì? À, vậy là cô biết trước thế nào nhà họ Trương cũng để ý quán bar này và sẽ thâu tóm nó. Không chỉ biết mà tôi còn khẳng định như vậy. Taxi. Sao? Không đồng ý hả? Mấy người làm gì vậy? Rượu mời không uống, uống rượu phạt phải không? Lôi lên! Mày! Sao? Có đồng ý không? Hả? Có gì từ từ nói, đừng đánh tôi nữa. Từ từ thôi. Thật lòng mà nói, quán bar này là tâm huyết cả đời của tôi. Ông có quyết mà không có tâm gì hết. Kinh doanh mới có 2 tháng à, lỗ sặc máu mà còn tiếc cái gì nữa. Bây giờ đầu tư cái gì cũng cần phải có thời gian. Bây giờ gặp khó khăn, bởi vậy tôi mới lên kế hoạch chấp nhận lỗ trong mấy tháng đó. Tỉnh táo đi. Kiểu làm ăn của ông như vậy dối lắm cầm cự được 2 tháng. Khách thấy lạ thì tìm đến, mà ngày nào thấy cũng vậy, chán bỏ mẹ, biết không? Bởi vậy tôi cũng đang tìm ca sĩ nổi tiếng về để hát nè. Cái gì? Ông muốn mở phòng trà ca nhạc hả? Ông nhắm có đủ bù lỗ chỗ này không? Thì tôi cũng đang tìm hướng để giải quyết. Bỏ ông ra đi. Tôi có cách như thế này. Hay là ông nhường toàn bộ quán bar này lại cho anh em tụi tôi. Cần thiết thì tôi sẽ chừa lại cho ông 5% cổ phần. Ông giữ là ông chủ, đồng ý không? Nhưng mà... Sao? Có muốn thử độ giang hồ lì lợm của thằng em tôi không? Bộ... Mấy ông định làm xã hội đen hả? Đúng. Tao là xã hội đen nè. Đừng từ từ đi. Anh mặc bộ đồ đẹp vậy, mày đâm vô, máu nó chảy ra, dơ hết bộ đồ đẹp của anh rồi sao? Để tao chích điếu thuốc rồi vô con mắt của anh. Nó chỉ đuôi con mắt thôi, nó không có dơ đồ mày biết không? Muốn mù mày? Không sao, đừng có sợ. Anh em tụi tôi á, từ trước tới giờ chưa bao giờ giết ai mà còn sống. Quay trở lại đây khiếu nại hay tố cáo cái gì, yên tâm đi. Bây giờ muốn ăn dao hay là ăn thuốc? Hả? Tôi đồng ý. Cảm ơn tất cả quý vị đã đến ủng hộ quán bar của chúng tôi. Đêm nay quý vị sẽ được thưởng thức rượu bia miễn phí. Woo!
Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nâng ly để chúc mừng cho sự hợp tác thành công tốt đẹp lần này. 1, 2, 3 vô. Cuộc vui của chúng ta bắt đầu. Âm nhạc. Và cũng nhân dịp ngày vui này, quán bar của chúng tôi xin được giới thiệu một loại kẹo mới với tên gọi là Angel. Và đêm nay tất cả quý vị cũng sẽ được thưởng thức loại kẹo này miễn phí. Cảm ơn anh. Không có gì. Sao đang sợ lắm đúng không? Lúc đầu anh có lóng ngóng như tôi không? Tôi chỉ bị mất ngủ thôi. Sợ quá hả? Ngày đầu tôi vào phải đi thanh lý môn hộ. Nhưng mà dù gì tôi cũng làm được. Tại vì anh làm được mà. Chưa chắc đâu. Tại sao anh khi dễ tôi? Tôi không khi dễ cô. Nhưng vẻ ngoài đứng đắn của cô không thích hợp với nghề vũ nữ. Gì vậy? Làm gì vậy? Sao thân mật với nhau quá? Ngủ với nhau chưa? Em bị làm sao vậy? Hả? À, để cho anh giới thiệu. Đây là Mai Lâm, người họ hàng bà con xa với anh. Còn đây là chị Kiều, chuyên quản lý dạy dỗ và chăm sóc các em. Dạ. Nhớ sau này theo chị Kiều học hỏi nha. Anh tưởng tôi con nít hả? Cách hai người nhìn nhau, cách hai người chạm vào nhau chắc chắn là tình nhân, nếu không phải tôi đi đầu xuống đất. Vậy mà còn dám mở miệng ra nói là bà con xa hả? Chị nói gì vậy? Em với anh là bà con xa thiệt. Bà con xa. Bà con xa mà từ bao nhiêu lâu nay tôi không có nghe thấy anh nói. Thì anh còn nói anh mồ côi mà. Thì đúng rồi. Thì anh từ trại trẻ mồ côi, nhưng mà mãi sau này mới tìm ra được họ hàng người thân. Nhưng mà không ai nhận hết á. Cô này thì không có nhờ giả được. Tôi đi làm đi, xong tối về anh kể cho nghe. Anh đó. Tao không cần biết là mày làm cách nào, miễn là mày đem thông tin cuối cùng về cho tao, tất cả mọi thứ liên quan tới con nhỏ đó. Cái này là phải tuyệt đối giữ bí mật, không có để cho ông Kiệt biết. Ông Kiệt mà biết là tao cắt đầu mày, hiểu chưa? Cái gì mà đừng cho ông Kiệt biết vậy? Có gì đâu. Đừng có giấu nữa. Anh nghe hết rồi nha. Biết rồi sao còn bày đặt hỏi? Thôi, làm ơn đi. Đừng có nổi máu quặn thư nữa. Anh nói thiệt, anh không tình ý gì với con nhỏ đó đâu. Ai mà tin được anh. Mà anh em họ hàng hình như là đâu có yêu nhau được đâu ta. Sao không? Con dâu còn yêu ba chồng kìa. Ăn nói lung tung linh tinh không à. Mà em còn nghi là con Mai Lâm đó là cảnh sát chìm nữa kìa. Rồi, tôi tự lo được rồi. Vậy đi. Tôi chán lắm rồi. Bây giờ tôi gì vậy? Sợ tôi hiếp ổng hả? Sao vậy? Tao muốn mày theo dõi con nhỏ đó cho tao. Nhỏ nào chị? Mới đi vô đó. Ủa, cô nào? Con nhỏ mà áo hồng đó. Sao vậy chị?
Tao nghi nó là nội gián. Chết. Thôi đừng có chửi tụi nó nữa. Anh để tụi nó em giải quyết. Tụi mày đi. Tụi nó mệt rồi, cho tụi nó nghỉ một chút đi. Tụi bay nghỉ đi.